Biên tập viên Hoài Anh chia tay bản tin thời sự 19 giờ của VTV. Biên tập viên Hoài Anh xác nhận với phóng viên Dân trí Thông tin cô dừng dẫn bản tin thời sự 19 giờ của VTV. Biên tập viên Hoài Anh sẽ chuyển sang công tác tại Ban Văn nghệ từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Hiện nữ biên tập viên vẫn chưa tiết lộ lý do chia tay chương trình. Biên tập viên Hoàng Trang của VTV cũng đăng ảnh chụp chung cùng biên tập viên Hoài Anh với dòng chia sẻ: "Một khởi đầu mới, đánh dấu ngày hai đứa về chung nhà mới." MC Thùy Linh của Ban Văn nghệ hào hứng bình luận: "Chào đón hai người chị xinh yêu." Thông tin biên tập viên Hoài Anh chia tay bản tin thời sự 19 giờ khiến đông đảo khán giả bất ngờ. Nhà báo Ngô Bá Lục bày tỏ, việc Hoài Anh rời bản tin thời sự chắc chắn sẽ gây nhiều tiếc nuối cho khán giả truyền hình, nhất là fan của thời sự 19 giờ như mình. Hoài Anh gợi nhớ đến giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến của thập niên 80 đến 90 thế kỷ trước bởi gương mặt đẹp và giọng đọc nhắm mắt lại cũng nhận ra. Giọng hay, giọng đẹp thì nhiều lắm, nhưng giọng đặc biệt như Kim Tiến hay Hoài Anh thì thực sự rất hiếm. Hoài Anh đẹp cả phần nhìn lẫn phần tiếng, giống như cô Kim Tiến ngày xưa. Nổi tiếng về chuyên môn và nhan sắc, biên tập viên Hoài Anh là một trong những biên tập viên được hâm mộ của Đài Truyền hình Việt Nam. Trước khi trở thành biên tập viên thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam, Hoài Anh từng gắn bó với vai trò MC và dẫn talk show trong các chương trình như Sân khấu thưởng thức, Những ước mơ xanh, Chìa khóa thành công, Chuyện đêm khuya. Hoài Anh cũng thường nhận được lời mời làm mẫu ảnh lịch, họa báo vào những năm 1990. Ngoài ra, Hoài Anh đã tham gia đóng một số phim truyền hình. Vai diễn đầu tiên của cô ở bộ môn nghệ thuật thứ bảy là Châu trong phim Mùa hoa nhớ. Trong phim, cô có rất nhiều cảnh quay chung với nam diễn viên nổi tiếng Quyền Linh. Còn trong bộ phim Đô La Trắng đóng cùng Lý Hùng, cô vào vai một thành viên thuộc đường dây vận chuyển ma túy quốc tế, bị đội cảnh sát truy đuổi và bắt giữ tại sân bay. Cô thừa nhận hành vi trợ giúp ông chủ mua một đứa trẻ rồi pha ma túy vào sữa bột của đứa bé để dễ dàng qua mắt lực lượng hải quan. Bộ phim này được sản xuất vào năm 2003.